Vâng, và trước khi vào video cũng cảm ơn anh Trường ở thành phố Nha Trang cũng đã ủng hộ những sản phẩm rất là nhiều. Thì bác mua những bộ mic này bác gửi qua cho bên Mỹ cho bạn bác, thì lại bác lấy hai bộ Shure Beta 58A đầu thu lỗ ưu lưỡi B4, thì bộ này em đang bán là 9 triệu nha, đã bao gồm phí ship và bao gồm phụ kiện kèm theo. Tai mic là Beta 58A nhé, dòng Beta 58A rất là hiếm. Còn các bác nào muốn tiết kiệm 1 triệu thì 2 triệu thì có sử dụng SM58 nha, dòng Shure SM58 đầu thu SM58 thì giá 8 triệu nha, còn Beta 58A thì 9 triệu. Bên em luôn có hàng cho các bác, hàng xuất sắc hết nha. Những con này là hàng bãi Mỹ nha các bác, những sản phẩm sản xuất tại Mexico hết nha. Nói chung về Shure thì model ưu lưỡi B4 là rất là hot nha, hay và đỉnh. Và những mic dây, bác lấy hai bộ mic dây luôn nè. Bác thích xài hàng Mỹ thôi, đây là những dòng mic dây Shure Pro 600 của Mỹ rất là hot, hát cực hay không, hát ngon lắm. Thì sáng tiện làm video em làm luôn, chứ anh em rất dùng mic này rất là tuyệt vời nha. Nhiều bác phản hồi lại là hát hay, nhưng mà công nhận nó hay thiệt nha các bác, hát rất là sướng, nói chung hát sướng lắm. Tuy nó là mic dây nó hơi vướng víu thôi, nên các bác mà nhà nào nhỏ nhỏ mình ngồi gần cái máy hát thì mình dùng mic dây rất là ok nha, để tiết kiệm chi phí mà hát rất là ngon. Dù sao cũng là mic Mỹ nó hát sướng. Mic em tuyển về đẹp lắm nha các bác, nhưng con này toàn đồ đẹp không à. Thì giá là 2.500.000 một bộ, bác nào lấy hai bộ thì em bớt 200. Thì bác lấy sản phẩm của bác này, hai bộ mic Beta 58A và 122 bộ mic dây Shure Pro và hai bộ dây mic nữa nha các bác, để bác xe cua. Tặng bác là một hộp pin Canminon, pin tốt. Ngày mai em sẽ gửi hàng cho bác vào Khánh Hòa. Bác nào có nhu cầu về những bộ mic bãi xịn sò thì các bác cứ liên hệ cho em, bên em phân phối mic xịn hết cho các bác nha. Thứ nhất là hát ngon và đẳng cấp.